hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em Tâm xin gửi lời chào tới tất cả các bác đang theo dõi video ngày hôm nay. Một bộ sản phẩm mà em Tâm sẽ giới thiệu sau đây cho các bác là một trong những hệ thống nghe nhạc mini cao cấp hướng tới khách hàng là những người yêu thích công nghệ cũng như là yêu thích cái vẻ đẹp của những cái hệ thống âm thanh, mà không những đáp ứng cho chúng ta về cái phần nghe mà còn phải đáp ứng cả về phần nhìn. Đây là sự kết hợp giữa hai thương hiệu tới từ Nhật Bản và Anh Quốc, với cặp loa Scansonic MK5 đến từ, em xin lỗi các bác, cặp loa này như là cặp loa đến từ Đan Mạch các bác nhé, và chiếc ampli Mojang MCR612 đến từ Nhật. Sở dĩ khi mà em phối ghép bộ đôi thiết bị này tại vì là về cái đầu tiên, đó là về cái phần nhìn. Các bác sẽ có một bộ dàn với một cái màu sắc màu đen bóng cực đẹp luôn, với cả về phần loa cũng như ampli rất là tương xứng. Cặp loa Scansonic MK5 là một trong những cặp loa Buxell với cái mức giá xuất xưởng lên tới trên 20 triệu. Ngày hôm nay thì bên em có một cặp mà đã qua sử dụng, hình thức còn rất là đẹp, khoảng 98%, với cái mức giá là 12 triệu, kèm với chiếc ampli Mojang 612 dùng siêu lướt tại Nhật, phun thùng xốp, với mức giá là 15 triệu. Các bác sẽ có một combo cấu hình với tổng chi phí đầu tư là 27 triệu. Bộ này thì sẽ đáp ứng cho chúng ta có khả năng khai thác nhạc ở trong không gian khoảng 35 đến 40 m2. Bộ này thì nếu mà các bác bày biện trên những cái mặt kệ, bàn làm việc, phòng ngủ, phòng làm việc rất là đẹp các bác nhé. Về cả bộ đôi thiết bị này thì em cũng đã có giới thiệu ở trên kênh của Thanh Tâm khá là nhiều. Riêng về cặp loa thì không có nhiều video về cặp loa này, tại vì là cũng rất là ít khi mà mua được cặp này với mức giá tốt. Và ampli thì em đã bán rất là nhiều rồi, chiếc ampli Mojang MCR612 phiên bản cao cấp nhất trong dòng MCR của hãng tính tới thời điểm hiện tại, trang bị tích hợp tất cả những công nghệ kết nối có những cũng như không dây hiện đại nhất để các bác có thể kết nối. Hệ thống này thì như đã chia sẻ với các bác thì là hàng có thùng xốp các bác nhé, cặp loa phía dưới, ampli phía trên. Em sẽ quay một chút về hình thức để các bác cùng nắm bắt được bộ này. Mojang 612 lần này về hàng thì cực đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy đó là màu đen. Tuy nhiên ở trên mặt lưng thì sẽ sử dụng một cái tấm nhựa acrylic cao cấp với cái màu hơi xám một chút, mặt trước là đen bóng. Cái hình thái của cặp loa thì các bác sẽ liên tưởng tới những cặp loa high-end. Đây là một trong những cặp loa gọi là mini, nhưng mà trong cái chúng ta cũng có thể ví như là một cặp loa cao cấp của dòng mini, với cái thiết kế rất là sang trọng, đúng cái chất của những cái dòng loa châu Âu. Về hình thức mặt trên thì các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp, loa có cái hình thức là bóng sần, vì thế cho nên là nó cũng khá là bám cái mồ hôi tay, vì thế cho nên trong khung hình các bác nhìn những cái vết này, nó không phải là vết xước đâu, nó là vết mồ hôi vô tình em chạm vào đấy. Phía sau của máy thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối của ampli với hai cầu loa A và B để các bác kết nối với hai cặp loa khác nhau. Ngõ vào tín hiệu digital in thì sẽ có hai đường quang, một đường analog in và một đường analog out cho đại diện analog. Có một cổng USB phía sau để các bác có thể đọc nhạc nữa. Còn về phần loa thì cũng được trang bị jack bắp chuối tiêu chuẩn. Cặp loa này rất là hay các bác nhé, cặp loa Scansonic MK5 với cái sắc thái của một cặp loa mini high end.
Củ bass đường kính khoảng 13 cm, được làm bằng sợi keva và tép ribbon, một trong những cái công nghệ tép mảnh. Thực tế thì những cái sản phẩm loa của Nhật trên những cái hệ thống cao cấp ấy, thì gần như họ cũng chưa có nhiều những cái công nghệ tép mà đưa ra những công nghệ tép mảnh như này, và chúng ta chỉ nhìn thấy nhiều những sản phẩm loa châu Âu. Đơn cử có thể kể tới một trong những thương hiệu tiên phong như là Elac chẳng hạn, và ngày hôm nay thì Scansonic cũng đã có cái công nghệ tép mảnh này. Lỗ thoát hơi bass reflex được thiết kế phía trước. Các bác có thể nhìn thấy tép mảnh thì nó sẽ khác tép dôm, đó là nó theo dạng hình chữ nhật và nó sẽ không bị nhô ra. Nó như một cái tấm mảnh mỏng mỏng thôi, nhưng mà cái độ chính xác thì nó sẽ hay gấp khoảng mấy lần so với cái hệ thống chậm đôm thông thường các bác nhé. Cặp loa này thì có một cái đặc điểm là không có e căng, có nghĩa là khi mà sản xuất ra hãng không sản xuất e căng, vì thế cho nên nó sẽ không có lưới loa cũng như là không có cái chấu để các bác có thể gắn cái e căng lên. Bộ này thì các bác có thể chơi với rất nhiều những thể loại nhạc khác nhau, như hiện tại em đang test cho các bác dòng nhạc vocal với khả năng kết nối đa dạng, linh hoạt rất là nhiều nguồn của Mahjong 612, cả CD, USB, giải mã, Wi-Fi, Bluetooth, Spotify, AirPlay. Bộ này sẽ cung cấp cho các bác cái giải pháp chơi nhạc tất cả mọi cái tính năng trên một thiết bị, và với cái độ hay, cái độ chi tiết, ấm áp của cặp loa thì giúp các bác có những cái bản nhạc hay nhất trong những cái không gian tuyệt vời nhất. Bây giờ thì em xin mời các bác đi vào tham khảo chất âm của hệ thống này. Xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay, tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nếm thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Thank you.
anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ, cho ngày mộng được nếm thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu côi. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.